Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Thì hôm nay được cô Khanh Thúy là gửi tặng cho bà con cái món là chè bánh lọt. Thì hôm nay hai chị em mình là chuẩn bị cái món chè bánh lọt buổi trưa. Đây một thao bánh lọt luôn. Hôm nay thì cô gửi tặng 20kg bánh lọt cho bà con ở xóm ăn buổi trưa để cho này giải mát giải nhiệt luôn. Một thao rồi đây một thùng nữa. Đây còn một thùng nữa. Một thùng bánh lọt luôn, bánh lọt này rất là ngon. Kèm theo là nước cốt với nước đường. Này là có này là đậu xanh nè, cái này sương sa hạt lựu. Này nước cốt, nước đường. Dạ thì con cũng thay mặt bà con ở quê cảm ơn cô Khanh Thúy rất là nhiều đã dành tấm lòng cho bà con để bà con có một ly chè bánh lọt ăn rất là ngon. Con chúc cô và gia đình là có thật nhiều sức khỏe mà sự như ý và luôn thành công trong công việc và cuộc sống nha cô. Thì hai chị em đem ra ngoài đường lộ thì mấy em với mấy cô chú cũng đến rồi, giờ hai chị em mình sẽ bắt đầu làm những cái ly chè bánh lọt để đến cho các em và các cô ăn. Rồi nè, không múc lại rất là đông luôn. Này mình mỗi ly là khoảng 4 muỗng hả chị? 4 giá. 4 giá. Cái này nước đường, nước cốt. Này, cái nắp liền. Này mình cho hạt lựu. Một giá nước đường. Này một giá nước cốt. Này rồi. Có sương sa lộn vô. Con gửi cho bà ba luôn. Hai muỗng bà ba ơi. Chúc bà ba ngon miệng luôn nghe bà ba. Dạ. Dạ. Bà ba dẫn luôn. Đi chè bánh lọt rất là ngon. Chắc chưa uống mát luôn. Rồi gửi cho Bảo nè, cô Khanh Thúy tặng cho Bảo ăn buổi trưa. Giỏi, giỏi. Giờ này mấy em với cô chú ra. Rất là đông luôn. Rồi gửi cho em nè, ăn ngon miệng nha. Giỏi. Giỏi. Buổi trưa mà ăn chè bánh lọt là mát, mắt lạnh luôn. Nãy giờ chú Ninh đợi. Hai đi không đây? Dạ được chú. Dạ. Dạ. Dạ để con gửi cho bố. Vậy con gửi cho chú Ninh. Được phải không? Dạ. Rồi. Cảm ơn không? Có. Chú Ninh cũng đợi nãy giờ, gửi cho chú Ninh. Ông Út đi đồng hả chú Ninh? Đồng. Con gửi cho ông Út ly luôn chú Ninh. Em để kế bên đây luôn nha chị. Rồi. Đây chú Ninh cầm giùm con. Có hạt lựu đậu xanh. Nhìn ngon. Nhìn hấp dẫn. Rồi. Con gửi cho ông Út luôn. Cảm ơn cô chú luôn. Cảm ơn. Rồi, chúc chú Ninh ăn ngon miệng. Rồi gửi cho em nè. Rồi ăn ngon miệng nha. Tới Hạo hả Hạo? Đợi xíu kìa, ngồi có ghế kìa, ngồi ghế đợi, 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 đợi đi. Xíu cô múc xong nè. Kìa múc vô kìa, chú Ninh đi lại đẳng. Rồi cảm ơn cô đi. Đây cho Hạo nè. Cảm ơn cô đi. Dạ. Dạ, gửi cho Bắc Nam nha. Đây con gửi Bắc Nam ly nữa nè Bắc Nam. Rồi con gửi Bắc Nam luôn. Rồi cảm ơn nha. Dạ, dạ. Ăn ngon miệng Bắc Nam. Đợi chị xíu nha. Đợi đứng đợi chị xíu. Mấy em nhỏ. Món này mấy em nhỏ rất là thích luôn. Ngọt mà béo. Ăn mắt lạnh. Chứ chưa có món bánh lọt là khoái.
Rồi gửi em nè. Dạ cảm ơn. Giỏi, ăn ngon miệng nha. Dạ. Tới bé Hoa hả Hoa? Rồi gửi cho Hoa nè. Cảm ơn. Giỏi, giỏi rồi, cặp chắc nha. Này chị. Dạ, để con xíu. Từ từ sẽ đến. Rồi gửi cho Thịnh nè. Rồi ăn ngon miệng nha. Đây bé Nga. Múc nhiều xíu nữa thôi. Cái giá này hơi nhỏ. Rồi. Dạ. Rồi bé Nga nè. Rồi giỏi. Cảm ơn thẳng nha. Cái giá này nó hơi nhỏ cái nó. Rồi. Để em dở trong thùng. Nước trong thùng cho thấy nhanh. Để nước đường nước cốt vô. Ngồi cái thùng cao là vừa luôn. Em để cặp bên đây luôn nha chị. Rồi để cặp đó đi, rồi chị để vô. Rồi. Rồi ăn ngon miệng nha. Cưng cứ múc để nó đi rồi chị múc đậu xanh với nước cốt vô. Rồi gửi cho em nè, ăn ngon miệng nha. Em cảm ơn. Giỏi. Dạ, gửi cho Sáu. Xin thêm ly nữa. Cho ông Sáu. Dạ. Dạ. Rồi, em gửi cho ông Sáu luôn. Ông Sáu là đặc biệt. Dạ. Chưa có ly chè ăn ngon ha Sáu. Chè bánh lọt. Ăn mắt lạnh luôn. Rồi, con gửi cho ông Sáu luôn. Cảm ơn. Dạ. Nhảy. Anh lọt nhảy. Anh lọt nhảy luôn. Dạ, rồi em gửi cho cô ạ. Dạ, ăn dạ, miệng cô ăn miệng luôn. Chắc này chị múc không kịp lại nữa không. Em lên đây cao là dễ múc rồi. Tại bên đây hơi lùn á. Cái thao em hơi dối. Gửi thêm ba luôn thêm ba ơi. Dạ, ăn dạ, miệng thêm ba. Mấy con ngồi đợi. Dạ đợi hai chị em con xíu. Bắt sẵn cái bàn á thì cho mấy em với cô ngồi đợi xíu. Đông quá nhiều khi hai chị em múc không kịp. Rồi gửi cho em nè. Cảm ơn. Rồi ăn ngon miệng nha. Bữa trưa có ly chè bánh lọt rất là ngon. Mấy con ở sao đông quá. Hai chị em ghét tranh thủ. Nè sớm được ly chè bánh lọt rất là ngon. Rồi gửi em nè, ăn ngon miệng nha. Có hạt lựu. Dạ dạ cho. Dạ, dạ, nhường cho bà Hai trước nha, Hồng Nguyên. Bà đi đứng lâu ngõ vô. Dạ dạ. Lâu lắm mới thấy bà Hai ra. Bà Hai sức khỏe nắng, không yếu. Nắng quá bà Hai mới đi nè. Dạ, dạ. Nắng này cho mát bà Hai ơi. Lấy tiền chúc bà Hai ăn miệng. Đi đường này dạ. Rồi bà Hai. Đi đường này qua luôn nè. Dạ khó đi đi đường kia. Dạ. Cái này mình canh một giá nước đường vậy là nó ngọt vừa ăn luôn. Nãy hai chị em có canh thử. Mà ra mình cứ múc một giá thì nó sẽ vừa ăn. Rồi gửi cho em nè. Rồi ăn ngon miệng nha. Hả
hai chị em làm lia lịa tay cái ly chè bánh lọt ngon xinh xinh đó đỏ rồi gửi cho em nè ăn ngon miệng nha. Rồi. Em muỗng chị để em kêu. Có muỗng. Con gửi ông Sáu ơi. Rồi, rồi ăn ông miệng ông Sáu. Nhà cô chú lại rất là đông. Dạ con gửi đi bánh lọt Bắc Năm ơi. Rồi chú Bắc Năm ăn ngon miệng nha. Này có cô Hình Thí gửi tặng cho xóm mình. Là múc không kịp tay luôn. Làm không ngừng nghỉ. Rồi con gửi cô luôn ạ. À. Dạ ăn ngon miệng nha cô. Bà Út. Dạ hôm nay được cô Khanh Thí gửi chè bánh lọc Bà Út ơi. Con gửi Bà Út ăn ngon miệng luôn ạ. Dạ. Thấy bà Khía hả bà Khía? Nay được ăn chè bánh lọc ha. Vui không? Vui. Quá vui luôn ha. Không rồi rồi. Đây. Ốc không? Giỏi. Giỏi. Rồi. Rồi ăn không miệng nghe. Coi chừng xe đó. Trời ơi, sạc đỏ đó. Thật lụ đó. Rồi con gửi cho cô luôn ạ. À. Rồi. Rồi cảm ơn luôn. Dạ ăn ngon miệng nha cô. Dạ gửi dạ, tặng gửi tặng ạ. Rồi gửi chị ba. Rồi, ăn ngon miệng nha chị ba. Dạ. Dạ bánh lọt bà Sáu ơi. Dạ, dạ. Có ly chè bánh lọt mắt lạnh luôn. Rồi con gửi bà Sáu luôn. Ăn ngon miệng nha bà Sáu. Dạ chú đợi con xíu nha chú. Dạ có dạ như để tặng cho bà Hai trước đi. Gửi bà Hai. Rồi con dạ. Gửi bà Hai ạ. À. Ừ. Ăn ngon miệng nha bà Hai. Cô ơi ăn bánh lọc nè cô. Để tôi đi xuống dưới mai giờ. Dạ. Cô bán bánh bèo. Cô bán bánh bèo gặp rồi, bánh lọc. Rồi gửi bố phần bố ơi. Rồi ăn ngon miệng bố. Dạ. Chị ba nhường cho chú. Này lấy cái nắp đậy đi. Nắp đậy đây được không? Dạ. Này. Có cái bọc. Để cho chú dễ chạy. Cái muỗng cặp bên. Rồi. Rồi con dạ, gửi cho chú ạ. Rồi chú ăn ngon miệng nha chú. Dạ. Như mày tháo, mày chạy, mày tháo. Dạ, gửi cho chính ạ. Chạy mệt lũ đi bánh lọt vô là khỏe liền. Thở dữ. Chạy xước xuống lấy chạy bánh lọt. Rồi em gửi chị ba. Rồi ăn không mẹ chị ba. Ăn đi chè bánh lọt vô là khỏe liền. Rồi gửi cho em luôn. Em cảm ơn chị. Rồi ăn không dạ. Miệng nha. Rồi.
Đúng. Đây, cô Phong. Nó hết nó khóc liền à. Rồi gửi cho em nè. Cảm ơn. Rồi ăn ngon miệng nha. Công chảnh đi lặn lội xuống rồi hết rồi khóc thiệt à. Rồi gửi cho em luôn, ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ. Trời ơi coi. Chè bánh lọt kiếm ba ơi. Ngon. Dạ mắt lạnh luôn. Rồi gửi cho em nè. Quên cảm ơn rồi cô ơi. Cảm ơn. Bé chạy xếp về luôn. Chả bỏ kìa. Mấy anh kia bỏ kìa. À vậy kìa. Còn rồi gửi cô hai luôn. Ăn ngon miệng cô hai. Rồi đợi chị xíu nha. Rồi gửi cho em luôn, ăn ngon miệng nha. Dạ con dạ, chị. Con chị. Em này em gửi tặng cho chị. Dạ, dạ được cô Thanh Thúy gửi tặng sớm đó chị. Đây là bán cho mua gì cho mẹ tặng chị cũng xin nhận. Dạ dạ. Dạ. Để con xếp chỗ nào. Vậy chị gửi để em gửi cho em chạy xe về phải không? Ừ. Rồi để chị để nắp lên. Để em xíu chị cho em nhỏ này cái tới chị. Gửi chị nó để quay lại mua bánh canh gì cho mẹ. Hết chưa? Hết chưa? Dạ. Hôm nay thấy bánh bèo lọt ngon là đi về mua cho mẹ. Dạ. Dạ. Chị bán bánh bèo ngày nào chị cũng chạy xe xuống xóm mình bán bánh bèo hết. Bữa hôm mấy em cũng ủng hộ chị nên đó. Dạ. Bánh bèo chị ngon lắm. Này là chị chạy đi đâu bán hả chị? Hay là vòng sớm mình nè, nếu mà còn thì chị qua xong, bữa nay bán chậm quá chị tính qua xong. Dạ, dạ, rồi. Cảm ơn. Rồi giỏi, ăn ngon miệng nha. Lấy gửi cho chị, gửi cho chị. Nay còn nhiều hả chị? Còn nhiều. Vậy lấy cho em 10.000 đi chị. Rồi. Ủng hộ chị luôn. Dạ. Dạ có bánh lọt luôn. Có bánh lọt luôn nè cô. À, vậy làm cho à, làm bánh sao đây? Dạ rồi gửi cho chị... cô trước. Rồi. Dạ. Rồi ăn ngon miệng luôn cô. Chị bán bánh bèo rất là ngon. Ngày nào hai chị em đón ăn hết. Dạ. Làm sẵn hai ly đi để cho chị đi chị. Gửi cho mẹ chị luôn. Rồi, có không? Để em lấy cái bọc sẵn ha. Lấy bọc sẵn. Cái này chắc mình thức khuya mình làm bánh bèo hả chị? Bán một lần là 7 giờ rưỡi bắt đầu làm. Dạ, rồi tới chiều cái mình bán. Để xuống rồi. Bắt đầu chị đi bán. Dạ. Hay là cho 10.000. Dạ em gửi 10.000 bánh bèo luôn. Em gửi 10.000 bánh bèo. Gửi dạ. Cảm ơn ha. Gửi tặng chị với mẹ chị rồi chúc ăn ngon miệng luôn nha chị. Lấy cái bịch nước đường chị chế cho thêm thôi. Dạ. Rồi chúc chị muôn mai bán đắt luôn nha. Dạ. Dạ, đẩy xíu đó, chị. Em để nước đường ra thêm. Rồi. Dạ. Chè bánh lọt rất là ngon chị ơi. Rồi chị chạy xe á để vô chưa bọc cho chị. Bọc cho chị. Dạ.
Rồi gửi cho chị ba ly đi chị. Nhà chị gần đây không chị? Ở bên Nhân Mỹ. Dạ bên Nhân Mỹ. Dạ. Rồi để em lấy nắp cho. Chị làm đi mới đi. Chắc để bọc riêng đi chị, này hai được vừa hai ly à. Ừ, thêm một bọc riêng. Để có nắp đậy. Để ba cái muỗng vô cái bọc này. Ôi nó bị nghiền. Để có một cái. Dạ ngon lắm. Nhẹ bánh lọt có chưa ăn mắc lạnh luôn. Rồi con bột lên nhìn nè. Nó không có bị lặt. Này cho em cầm á sao đi nó không có bị lặt. Rồi. Nè lấy. Rồi. Có thật lũ luôn. Gửi chị luôn. Dạ này, dạ này tặng gửi tặng á chị. Cô Thanh Thí gửi tặng cho nhóm tặng cho xóm mình á. Dạ. Dạ. Rồi, chúc chị ăn ngon miệng luôn. Tặng á. Dạ. Dạ. Rồi chúc chị ăn ngon miệng luôn. Làm chú Năm đi. Dạ. 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 Nắng chưa? Nắng gắt mà có một ly chè bánh lọt ăn mắt lạnh. Hồi tới hai chè mình hai ly luôn hả chị? Nhìn mút mà thấy thèm. Nè em cầm tay được phải không? Rồi. Này chị gửi cho em nha. Rồi giỏi. Rồi hôm nay cô Khanh Thí gửi cho em ly bánh lọt nè. Dạ cái okay, cũng rồi ăn không dạ. Mỹ nha. Còn mấy ly nữa cũng hết rồi. Chị bán trái cây. Dạ. Rồi gửi cho em đi chè bánh lọt nè. Rồi ăn không dễ nha. Cho em luôn. Quên em chạy xe. Để chị gài lại cho. Gài cái nắp lại. Hôm nay gửi cho chú Năm cho chị. Rồi. Đang đi xuống rồi. Để gì rồi, cho em cầm gọn. Buộc rút lại luôn á. Không, cái muỗng nữa, cái muỗng nữa. Cái muỗng chị để rồi. Để rồi luôn. Chị, chạy bánh lọt chị ơi. Chạy bánh lọt chị ơi. Bán khai vậy trời. Nè, dạ, nay tặng á chị. Nay cô Hình Thí gửi tặng á sớm mình. Rồi. Giỏi quá. Dạ. Gửi chị một ly ăn luôn. Chị chạy xe đẩy nắp lại hả chị? Đẩy nắp lại. Đây. Đi chè bánh lọt rất là ngon. Có nước cốt béo. Có cái muỗng chưa? Chưa. Để cái muỗng vô. Cho dạ. Lời cảm ơn luôn nha. Dạ. Chúc chị ăn ngon miệng. Ngon miệng luôn. Rồi. Chú ba đi bán vậy dạ, hả? Số về. Dạ. Dạ. Bán với số về chắc cũng mệt lắm rồi. Đi chưa nắng. Về mình ăn cơm đi tiếp đi chú ba. À. Đẩy nắp lên luôn. Rồi, để vô bịch cho chú ba luôn. Hạ xuống, để em hạ xuống. Rồi mình buộc chị là chắc luôn. Rồi con gửi chú ba ly chè bánh lọt luôn. Con kiếm ngay. Rồi. Dạ, rồi con gửi chú ba. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ. Dạ. Ăn ngon miệng nha chú ba. À. Còn một ly hai chị em gửi tặng cho chú luôn. Dạ, mắt lạnh luôn.
Chú uống hơi mát rồi đó. Dạ. Gió mát. Dạ. Để giờ rồi hạ xuống thôi. Rồi. Buộc vậy cho chắc. Để cái muỗng vô. Dạ. À, gửi cho chú luôn. Cảm ơn nhiều. Dạ, ăn không mẹ chú. Dạ, hôm nay được cô Khanh Thúy gửi tặng 20kg bánh lọt cho bà con ở xóm thì bà con rất là vui mừng luôn. Buổi trưa trời nắng nóng mà có được ly chè bánh lọt ăn thì mát dễ nhiệt. Dạ thì một lần nữa con cũng cảm ơn cô Khanh Thúy rất là nhiều. Con chúc cô và gia đình có thật là nhiều sức khỏe, mọi sự như ý và luôn thành công trong công việc và cuộc sống nha cô. Thì video của hai chị em đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye. Bye cả nhà.